Sáng 13 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã cử 26 cán bộ chiến sĩ của các tỉnh, thành phố có chuyên môn về đăng kiểm xe để tăng cường hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng 13 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đã có mặt tại các trạm đăng kiểm để thực hiện nhiệm vụ. Tại trung tâm đăng kiểm 50-03S Thủ Đức, trung tâm này có 3 dây chuyền đăng kiểm xe. Mỗi dây chuyền gồm 5 công đoạn: kiểm tra tổng quát xe, kiểm tra phần trên của xe, kiểm tra trượt ngang bánh xe dẫn hướng và phanh xe, kiểm tra tiêu chuẩn môi trường khí thải và kiểm tra phần dưới của xe.